Rồi nè, mình giờ tới nhà rồi mình quay chi tiết rồi cho anh em xem nha. Anh em ưng con nào thì cứ alo cho mình nha. Trong hai con liêu đó có một con rất là gùm, rất là cứng nha anh em, có bầu. Rồi có một con bổi mình chia cho anh em giá rẻ rẻ nha. Mình bắt về mình chia giá nên hết cho anh em. Rồi đấy, mình về tới nhà đây rồi mình quay rồi mình báo giá cho anh em luôn nha. Vừa về nghe anh em. Rồi bà con, đây mình quay chi tiết cho anh em xem nha. Con này là con bổi, không phải là con liêu rồng nha anh em, con bổi bình thường à, nhưng mà nó gù rất là giỏi luôn á, mới vừa sang lòng qua luôn. Chim cực kỳ dạng nha, bự con. Anh em nào ưng thì alo nha, chim thì mình tuyển chọn lựa kỹ càng cho anh em hết trơn à. Rồi anh em nào chỉ thích thì bắt về lại gọt mồi thôi. Mấy con này là bổi nổi hết nha anh em, ba con nha. Đó, con này thì mình chia cho em giá 1,2 triệu nha anh em. Dạ, rẻ sinh viên cho anh em vừa bắt về luôn. Thì con này thì mình mua cũng rẻ anh em ơi, chứ không cao. Mình chia cho anh em rẻ rẻ. Anh xem cái bắp mình đó, anh em tự đánh giá nha. Thì chim thì âm giọng, tiếng tâm gù rồi mình đã tuyển chọn kỹ hết trơn rồi. Đó, ưng thì alo. Con này một hậu nha anh em. Mình treo lên rồi mình quay tiếp cho anh em xem. Đây, con này là con trơn rồng. Đó. Trơn rồng nha. Đồng pha trơn rồng. Đó. Con này thì con mã số 2 đi anh em ơi, con trơn rồng này gọi là con mã số 2 nha. Nó dễ. Cái đây con siêu phẩm nè. Con này mình mà mua đắt tiền lắm nha anh em. Nhìn thấy đơn giản như đó chứ không phải mà bình thường đâu. Con này thiện thổ bầu. Trơn rồng thổ bầu siêu gù. Con này âm giọng nha phê. Con này thì hàng giá trị, mình mua mắc lắm. Anh em nào ưng thì alo. Thích con nào thì mình cũng bán hết trơn nha anh em, mình tiễn về mình bán cho anh em mà, mình chia lại mà. Hàng tiễn chọn mà. Đó. Anh em thích con này thì bắt về nè, con này chăm này chơi cũng khá chim lắm nè. Rồi, anh em xem hộp nhãn con nào cứ alo trực tiếp nha anh em. Liêu này tiếng nó giống giống ha. Con liêu kia động pha. Ê, con này thổ bầu mà. Cắn cắn bầu. Liêu thổ bầu thiệt.